Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 7 Wo shou shang le. Đây là tôi đã bị thương, tôi bị thương rồi. Trong bài này chúng ta sẽ học về cách nói là mình bị thương như thế nào. Học cách nói là bị thương ở chỗ nào, nguyên nhân, và cách nói cảm giác đau. Thông qua đó mình sẽ biết cách được sử dụng những cái cụm từ như suy rãn, tan sư, chỉ giao chiêu. Bây giờ chúng ta đến với phần đàm thoại. Đi chi khơ, 我受伤了。Bài 7, tôi bị thương rồi hay là em bị thương rồi. Bây giờ cô giáo hỏi, âm minh ha. Tông Ninh, 你上个礼拜怎么没来上课? Tông Ninh, 你上个礼拜怎么没来上课? Đồng minh, nhì sang cái lì bài, hoặc là sang cái lì bài, nhì tầm mơ, đều được. Tuần vừa rồi, tại sao em không đến lớp? Đồng minh trả lời, Lào sư, wo bu xiao xin đế tạo, chào sâu sang lờ. Lào sư, wo bu xiao xin đế tạo, chào sâu sang lờ. Thưa cô, wo bu xiao xin là không cẩn thận, đế tạo là bị té. Em không cẩn thận, em bất cẩn bị té. Chào là cái chân ha. Chân bị thương rồi, sâu sáng là bị thương. Chân bị thương rồi. Diễn trọng ma, liếu xỉa lơ ma. Diễn trọng ma, liếu xỉa lơ ma. Diễn trọng là nghiêm trọng, có nghiêm trọng không? Liếu xỉa là chảy máu. Liếu xỉa lơ ma, có chảy máu không? Đồng minh trả lời, liếu là hào tố xỉa, hào thùng à. 可是我没哭. Liếu là hào tố xỉa, hào thùng à. 可是我没哭. Liếu là hào tố ở đây là rất là nhiều ha. Chảy rất là nhiều máu. Hào thùng, rất đau. Hào thùng, cái này là tháng tự ha. 可是我没有哭 là mình không, con không có khóc. 你真勇敢. 前几天我的鼻子 撞到门，流鼻血了。你真勇敢！前几天我的鼻子撞到门，流鼻血了。勇敢来了，勇敢啊！你真勇敢，那bạn thật là勇敢。前几天 mấy ngày hôm trước, 我的鼻子 mũi của tôi 啊撞到门，撞 là đụng 哈，撞到门 là đụng trúng cái cửa. Vài ngày hôm trước á.Cái mũi của tôi, mũi của mình đụng trúng cái cửa. Liếu bí xìa là chảy nước, chảy máu mũi rồi. 我上次扭到脚, 虽然没流血, 但是痛了, 好久. 我上次, là lần trước, 扭 là bị trật đó nha, bị trật chân, mình bị trật chân. 虽然, mặc dầu, mấy liếu xỉa, không có chảy máu. Tan sư, nhưng mà thông là hảo chịu, đau rất là lâu. Chỉ yào nì mà dấu lụ xào xin, chịu bú hội sâu sáng. Chỉ yào nì mà dấu lụ xào xin, chịu bú hội sâu sáng. Chỉ cần các em đi đường cẩn thận. Dấu lụ ở đây là không phải là nói là đi bộ ha, là đi đường, tức là mình đi đứng ha. Xào xin, cẩn thận. Chiêu thì sẽ không bị thương. Wo mama ye chang shuo, yao manman de zou jiu bu hui jie dao. Mẹ mình cũng thường nói ha, chang shuo, yao phải manman de zou, đi từ từ mới không bị té. Jiu bu hui jie dao. Bây giờ mình đến với phần sheng chữ. Từ mới, bất xiao xin là không cẩn thận, tức là bất cẩn. Tía tạo là bị té. Sâu sáng là bị thương. Diễn trọng là nghiêm trọng. Liếu xỉa là chảy máu. Ồ, cái này là tháng tự ha. Tháng tự biểu thị sự ngạc nhiên ha. Khu, khóc. Dũng cảm là dũng cảm.
流鼻血，流鼻血，睫毛。上次，上次，lần trước， 扭，扭，扭 là bị trật đó ha。脚，脚 là cái chân。虽然，虽然 mặc dù， 只要，只要， à chỉ cần ha。小心，小心，cẩn thận。慢慢的，慢慢的，chậm chậm。Bây giờ mình đến với phần duy xuyến cấu trúc câu. 小心，不小心，cẩn thận， bất cẩn hay là không cẩn thận。东明走路的时候不小心跌倒了。走路的时候， đi bộ hay là đi đứng, đồng minh, không cẩn thận, bị té。妈妈，我觉得有点冷。Mẹ ơi, con cảm thấy hơi lạnh. 多穿一点，小心别感冒了。bận thêm áo vào, cẩn thận tránh bị cảm lạnh. 运动的时候得小心一点，不要受伤了。Khi mà vận động hay là tập thể dục, phải cẩn thận một chút, không nên để bị thương.东明你怎么了？我不小心跌倒了。啊，em bất cẩn bị té rồi。虽然，但是，哈，mặc dù，啊，nhưng mà。虽然蓝色的背包很好看，但是太贵了。Mặc dù cái cặp đáp màu lam tức là màu xanh dương thì rất là đẹp nhưng mà nó mắc quá。虽然我不饿，但是想吃巧克力饼干。Mặc dù mình không có đói nhưng mà mình muốn ăn bánh kem, bánh sô-cô-la. Nên là bánh tây nha các bạn. 虽然他生病了，但是还是想去打球. Mặc dù bạn ấy bị bệnh rồi nhưng mà cũng muốn đi chơi, chơi bóng. 你喜欢去游乐园吗? 虽然要做功课，但是我很想去游乐园玩。Mặc dù phải làm bài tập nhưng mà mình rất là muốn đi công viên chơi chơi ha, để chơi. 只要就哈，只要可以，只要天天练习就可以把书法写好。只要ngày ngày luyện tập thì có thể thấy tốt thư pháp. Chỉ cần thường xuyên vận động thì sẽ không bị bệnh. Chỉ cần thường xuyên vận động thì sẽ không bị bệnh. Mama nói, chỉ cần xong tắm thì có thể ngủ được. Mẹ nói là chỉ cần tắm xong là có thể đi ngủ được. Lão sư, chúng ta có thể ra ngoài chơi được không?Cô ơi, em có thể ra ngoài chơi được hay không? Chỉ cần cho bạn công cơ chứ có thể chú chú bạn. Chỉ cần em làm xong bài tập, có thể ra ngoài chơi. Hai cái động từ gửi tới chữ tờ ha. Làm chỉ cái gì đó ha, chậm chậm thôi. Đẹp quá ha, đẹp đẹp. Một cái gì nó lặp lại ha. Thì thường sau nó sẽ là một động từ ha.我说的太快，老师叫我慢慢的说。làm sao là慢慢的说。tôi nói quá nhanh, cô bảo tôi nói chậm chậm thôi. 如果我有狗，我会好好的养它。nếu như mình có chó, mình sẽ nuôi nó thật là tốt. 吃饭的时候要慢慢的吃。Khi ăn cơm phải ăn từ từ, chậm chậm. 回家以后我们得好好的做什么? Sau khi về nhà chúng ta phải làm thật tốt việc gì? 我们得好好的做功课, chúng ta cần phải làm tốt cái bài tập ở nhà. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúcCảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh mà cũng để chủ động
nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.